Nghe Lực trân trọng kính chào quý khán thính giả đường dây khắp nơi. Kính thưa quý vị, trong nền nhạc Việt Nam có hai nhạc sĩ cùng mang bút hiệu là Tuấn Khanh. Một Tuấn Khanh tên thật là Trần Trọng Ngọc, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1933 tại Nam Định. Ông là một nhạc sĩ có nhiều ca khúc nổi tiếng như Chiếc Lá Cuối Cùng, Qua Son Bên Thường Cũ, Chiều Biên Khu. Ca khúc nhạc xuân nổi tiếng như là Mùa Xuân Đầu Tiên, cũng là đồng tác giả có nhiều bản nhạc vàng nổi tiếng như Quán Nửa Khuya, Hai Kỷ Niệm Một Chuyến Đi, Nẻo Đường Kỷ Niệm, vân vân. Ngoài nghệ danh Tuấn Khanh, ông còn dùng nhiều tên khác như là Thương Hoài Thương, Trần Kim Phú, Hoàng Bổng Ngân. Ông cũng là ca sĩ với nghệ danh là Trần Ngọc. Một Tuấn Khanh khác hiện còn ở trong nước. Kính thưa quý khán thính giả người Việt khắp nơi, trong chương trình này Nghi Lữ nói về một Tuấn Khanh khác với tên thật là Nguyễn Tuấn Khanh, sinh ngày 1 tháng 10 năm 1968, là một nhạc sĩ hiện còn ở trong nước Việt Nam. Anh làm việc về báo chí, âm nhạc và kiêm quản lý dự án. Là một người sinh ra tại miền Nam Việt Nam nhưng lớn lên sau ngày Cộng sản Hà Nội đã cưỡng chiếm miền Nam tự do dân chủ. Ông đã tự sự qua bài viết có tựa đề là Từng Thiên Niên Kỷ Khâu Giá Đời Mình. Nội dung bài viết đó như sau. Tưởng cũng nên biết là qua nhạc sĩ Tuấn Khanh và Nguyễn Tuấn Khanh sinh năm 1968 khác với Nguyễn Tuấn Khanh trước năm 1975. Ông Nguyễn Tuấn Khanh sinh tại Sài Gòn, tốt nghiệp Nhạc viện Sài Gòn, là phóng viên, là nhạc sĩ, viết văn, làm đài truyền hình. Ông nhận giải thưởng Right International Ý, được một tạp chí East Magazine bầu chọn là 10 nhân vật trẻ Đông Nam Á có nửa cộng đồng, giám khảo chương trình Việt Nam Idol, vân vân. Nhạc sĩ Tuấn Khanh có nhiều bài viết thao thức với thời cuộc, rất được ngưỡng mộ ở trong nước và hải ngoại. Bài viết dưới đây thể hiện sự can đảm sống thật với chính mình. Bài viết có tựa đề là Từng Thiên Niên Kỷ Khâu Giá Lại Mình. Tôi là ai? Tôi là ai với dòng định mệnh mang tên là Việt Nam? Câu hỏi đó vẫn theo đuổi tôi, buộc tôi phải luôn nhìn lại mình, nhìn những khát vọng co rút lại như miếng da lừa, và đếm lại tuổi trẻ hoang phí, ngu ngơ trước cuối xe gió thời cuộc bên đường. Kiếp lớn nhất của những ngày thơ ấu mà tôi đã bị ám ảnh, đó là những buổi sáng nắng gắt, trên mặt đường đầy quân trang, dứt la liệt khắp nơi. Tiếng người gọi nhau, tiếng xe hỗn loạn, tai mẹ đến chặt tôi như sợ dục mất đi. Y như một quốc gia miền Nam Việt Nam đã tan biến kỳ lạ sau cuộc chiến tranh dai dẳng 20 năm. Từ lúc đó tôi lớn lên. Từ lúc đó tôi lớn lên lây quay nhiều năm với việc lựa chọn mình phải làm gì, phải như thế nào để được chấp nhận là một sinh linh hợp pháp trong một quốc gia mới có tên Cộng sản. Cuộc sống của người Việt Nam không đơn giản đâu bạn ạ. Nếu 10 năm hay 20 năm nữa, khi được hỏi tôi cũng sẽ nhắc lại, y như vậy không khác gì, nhưng chúng ta có thể vẽ lại nó. Năm lớp 3, tôi học ở ngôi trường cách không xa trung tâm Sài Gòn, nhưng hẻo lánh và nghèo nàn như một ngoại ô. Thằng bạn cùng tuổi có cuốn truyện tranh của chế độ mới, kể về bộ đội chiến đấu giỏi mà tôi mượn mãi không được. Cuối cùng thì nó đồng ý cho mượn xem, nếu như tôi mang đồ ăn cho nó. Ấy vậy mà sau khi ngoằn ngoằn hết món tôi đưa, nó vẫn không cho mượn. Giận quá, tôi gào lên với nó bằng câu nói mà thời đó tôi hay nghe người lớn chỉ vào mặt nhau: đụng bỡ đích Cộng sản. Thằng bạn cũng nổi giận. Dừng với câu nói đó vào cuối những năm 1980 là rất nặng nề thì phải. Nó lập tức chạy vào lớp và kể cho cô chủ nhiệm rằng tôi đã gọi nó là Cộng sản. Mà cô nghiêm mặt, trầm giọng nói tôi ở lại cuối giờ để nhận mức trừng phạt. Tôi sợ hãi co ro cuối lớp và chờ sự trừng phạt vào chiều mấy. Thế nhưng kỳ lạ thay, cô chủ nhiệm nhìn quanh khi không còn ai, bước tới nắm tay tôi, nói dịu dàng và lo lắng: con không được nói như vậy nữa, rất nguy hiểm biết không. Sau này tôi biết cô có người em trai là sĩ quan của chế độ cũ phải đi tù, mà nhà nước mới thì gọi là học tập cải tạo. Nhà trường vẫn là nơi đổ đầy vào đầu trẻ con miền Nam những câu chuyện thú vị về những con người mới đến từ miền Bắc, về ông cụ có râu dài,
da mặt hồng hào được gọi là Bác Hồ. Là trẻ con, tôi cũng bị hút theo những điều mới lạ như vậy. Một ngày kia tôi đeo khăn quàng đỏ chạy về nhà ăn cơm với mẹ và các chị. Tôi khoe là học được rất nhiều điều và kể cho mẹ tôi Bác Hồ biết nói đến 60+ thứ tiếng, trong khi Đức Giáo Hoàng chỉ biết có 5 thứ tiếng thôi, thầy con nói vậy. Cả nhà tôi im lặng ăn, không ai nói với ai một tiếng nào. Nhà tôi lúc đó vắng người. Các anh rể thì đi học tập cải tạo, còn các chị thì đang ngồi tù vì vượt biên không thành. Sau các câu chuyện kể là từ bài học mới của tôi mang từ nhà trường sau chủ nghĩa về, ở nhà có thêm những tiếng thở dài. Dù chỉ là trẻ con, tôi nhìn nhận ra có một điều gì đó nó mâu thuẫn, rách nát trên bề mặt của cuộc sống được đậy kín, ca gian những bài ngợi ca đời mới tươi đẹp. Nó là tiền đề để tôi nhìn nhận thức của mình bị cào cấu và cuối cùng nát dụng mọi thứ trong tôi qua từng niên kỷ, khiến tôi phải tự khâu giá đời mình cho đến hôm nay. Cuộc sống niên thiếu trôi qua lãng đãng trong thống khổ. Tôi nhớ những chén bo bo dành cho ngựa ăn với đường chải mà Liên Xô viện trợ Việt Nam vào những mùa miền Nam đói quặn. Tôi nhớ những ngày xếp hàng rã rượi để lãnh được mấy ổ bánh mì theo nhân khẩu, vác dụ về nhà rồi ăn ngấu nghiến như ngày mai là tận thế. Tôi nhớ những đêm bọn trẻ đua xe đạp điên cuồng gào thét trong những đêm cúp điện triền miên để giải trí. Nhà trường, các anh chị cán bộ dạy dỗ nói rằng tội ác xâm lược của ông Bành trước Bắc Kinh khiến người Việt Nam phải chịu khổ như vậy. Mọi người nghe dò hét vỗ tay như trò giải trí của bọn trẻ chúng tôi và những đêm cúp điện nóng hực. Rồi mọi thứ dần đổi thay, tôi cũng đổi thay. Thật cảm ơn những thùng sách vở từ chế độ cũ mà gia đình tôi, mẹ tôi quyết tâm giấu giữ lại, bất chấp việc truy lùng, bắt, đốt của chính quyền như thời chống dị giáo. Như đứa trẻ may mắn tìm được lối đi bí mật, đến được vùng đất phép thuật Narnia, tôi tìm thấy một thế giới khác cho mình, chìm đắm trong đó. Thậm chí có những ngày tôi trốn học về nhà chỉ để ôm sách ra giường đọc. Sách giúp tôi vượt qua những bữa ăn cơm độn khoai lẫn cát. Sách giúp tôi chỉ hôn gian một lần ở những buổi meeting bắt buộc, rồi dành thời gian để quan sát đám đông đỏ mặt, hỗn hển, vô nghĩa. Từ sách, tôi biết nước Việt mình rõ hơn, biết số phận dân tộc mình nhiều hơn và ý thức được về bản thân mình trong một nhà nước cộng sản là như thế nào. Và tôi cũng biết nhiều hơn về cái ông cụ có cái bộ râu dài, da mặt hồng hào mà người ta gọi là Bác Hồ. Không biết từ khi nào tôi bị ám ảnh về sự thật, và thật may mắn hay xui rủi tôi cũng không biết, tôi lại khao khát muốn được sống một cuộc đời cống hiến cho hiện thực. Tôi muốn làm một công dân Việt, nói lên sự thật và trình bày những gì tôi thấy, bất chấp điều đó có thể tước quyền không cho tôi làm thần dân trong vương quốc cộng sản. Tôi là ai vậy? Có lúc tôi tự hỏi, mang trong đầu đầy những điều khác lạ so với các bài giảng, với nhà trường, với các buổi học chính trị, và âm thầm khác biệt ngay cả trong thời kỳ tôi được ưu ái bầu chọn là phó bí thư đoàn thanh niên cộng sản, được coi là hạt giống quốc gia trong mặt kép. Những ngày tháng đó tôi cũng đã tự hỏi mình phải ra sao và khi nào thì có thể sống nguyên vẹn là mình mà không cần tung hô là một người Việt Nam thuần túy với danh dự, trách nhiệm và duy chỉ của Tổ quốc mà thôi. Nhiều năm trước, khi được gọi là nhà báo và là nghệ sĩ, tôi thấy mình quá mệt mỏi với trò là hai vai trong vở kịch đời. Nên tôi đã tự quyết định rút lui và chỉ chọn một bộ mặt đời sống. Một trong số rất đông học trò của tôi lúc ấy dũng cảm nói thẳng vào mặt tôi rằng: "Tôi nghiệp thầy, nếu thầy không phản động, thầy đã có hết mọi thứ." Thật là một nhận xét đáng nhớ và cần thiết. Tôi có hèn yếu không khi không gánh nổi cái trò một đời mà hai vai
mà hàng triệu người già trẻ Việt Nam vẫn sẵn đang làm, già hay là buộc phải giàu dai, chọn bộ mặt đúng như mình muốn. Tôi đã đến thất bại rất nhiều, từ chuyện bị đuổi việc liên tục hết nơi này đến nơi khác, bị hành hạ tinh thần bởi các cơ quan văn hóa lẫn an ninh. Hóa ra đôi khi không nhận hai vai, mọi thứ lại còn phức tạp hơn, nhất là trong cuộc sống phải được cho phép từ một nhà nước độc tài chứ. Có những lần nghĩ ngợi như vậy, tôi thường tự đặt câu hỏi rằng một trí tuệ như Đại Công Thần Nguyễn Trãi khi đón Lê Thánh Tông ở chùa Côn Sơn ắt đã biết là ít giữ nhiều. Vậy sao Nguyễn Trãi không cúi đầu gian sinh, không quỳ để sinh sống? Người có thể viết một bản văn đã xua được cả một đạo quân phương Bắc mà lại không cất lời thuyết phục vua sao? Chắc chắn là vì Nguyễn Trãi không thể sống hai vai. Kẻ sĩ có thể mang nhiều giai đoạn của thời thế ở trong đời mình, nhưng chỉ có một bộ mặt để ngẩng lên và cất tiếng cười ngạo nghễ với đời. Thầy Thích Tuệ Sĩ cũng ghi lại những câu chuyện như vậy. Và trong bài Trí Thức Phải Nói, thầy đã viết: nhưng tôi biết rõ một điều, và điều đó được ghi chép trong lịch sử, trí thức chân chính của Việt Nam không bao giờ khiếp nhược. May mắn thay, tôi biết viết, biết đọc, và hơn nữa, tôi là người Việt Nam. Giờ thì tôi còn phải cố gắng tập để mình không khiếp nhược và giới thiệu sự không khiếp nhược đó cho những người chung quanh, đặc biệt trước thời đại cái ác ngày càng lộ nguyên hình. Ai đó đã gửi đến một câu hỏi cho tôi: người Việt Nam hiện nay cần nhất là điều gì? Đó là câu hỏi rất lớn mà cũng rất nhỏ. Người Việt hôm nay đã có đủ tất cả và thậm chí dư thừa hơn ngày trước rất nhiều. Từng bữa ăn của đầu thập niên 1980, gia đình tôi đã phải dành miếng thịt ít ỏi có được cho bà ngoại đau yếu quanh năm. Nhưng những đứa trẻ hôm nay đã phát ốm vì được ép ăn quá nhiều thịt. Không những vậy, hạnh tiến nhiều hơn, chia rẽ nhiều hơn, và thù hận vì lý tưởng cũng được tổ chức công phu hơn ở cấp nhà nước. Người Việt cần nhất điều gì? Tôi chỉ xin chọn một điều, đó là người Việt trở về là người Việt, biết chọn lẽ phải và sự thật, biết nổi giận trước cái ác và biết nhục khi còn bao biện trong việc quỳ gối trước cường quyền. George Orwell kể rằng khi những con lợn con được nuôi dạy và quay lại trang trại, chúng chỉ còn biết máng ăn và tuân lệnh. Người Việt phải là người Việt thì mới có thể chọn những thứ khác hơn là máng ăn và thuần phục. Người Việt phải là người Việt mới có thể nhìn vào núi sông tổ tiên ngàn năm đã đổ máu để gìn giữ sự tự do cho con cháu hôm nay. Câu đặt ra là vì sao? Đó là điều cần nhất. Vì bởi một tương lai sẽ tới của một dân tộc Việt tự do và trường tồn, với lòng kiêu hãnh, không cần những kẻ đã quen làm nô lệ, không cần những kẻ hai vai, hai mặt. Đất nước phát triển lộng lẫy làm gì khi con dân Việt trở thành bầy đàn đớn hèn và chỉ còn biết máng ăn của mình chứ? Khi đọc đến đây, ai đó sẽ nói rằng tôi đang chống cộng. Nhưng đúng nhất là tôi đang chống sự mất mát của người Việt, mất mát màu da, tiếng nói mà tôi đã nhận mình là một phần trong đó. Sinh ra làm người Việt là điều không thể chọn. Tôi thấy mình đã đứng ở trong đời Việt như một định mệnh đầy biến động và trắc trở. Nhưng dù định mệnh như thế nào thì chúng ta vẫn có thể chọn không làm kẻ hèn, không làm nô lệ cho bất kỳ ai, cho triều đại nào. Cộng sản cũng là những người đã chọn hai vai. Họ giả vờ yêu nước và cũng họ mưu mô cầm giữ quyền cai trị mãi mãi với dân tộc. Nhưng rồi cũng đến lúc họ phải chọn một, và một đó thuộc về sự thật. Không có gì không thể thay đổi. Lịch sử đã cho thấy như vậy, và mỗi người Việt đều có thể thay đổi bản thân mình từ một kẻ vong quốc
vô dân tộc ngay trên quê nhà, trở lại là một người Việt đúng nghĩa. Từng niên kỷ tôi đập dỡ sự hào nhán ngu muội của mình, bật máu rồi khâu giá lại mình. Một buổi sáng mùa xuân, tôi soi lại mình trong gương. Tôi là tôi tầm thường. Tôi dại dột giữa khó khăn. Tôi không thể nhận ơn huệ từ kẻ khác. Nhưng tôi đã trên con đường trở về nơi chốn của mình. Tôi là người Việt. Người giết Tuấn Khanh. Kính thưa quý vị, Tuấn Khanh là một người sinh trưởng ở miền Nam. Nhưng lớn lên, khi mà Cộng sản Hà Nội đã cưỡng chiếm một miền Nam tự do dân chủ, anh có đích từng mài đũng quần trên cái nhà trường được gọi là xã hội chủ nghĩa, với một cái nền giáo dục nhồi sọ bưng bít thông tin, và khi tự tìm hiểu, anh đã có cái sự trăn trở với một cái bài viết mà anh nói rằng anh đã đập vỡ những cái hào nhán ngu muội của mình rồi khâu giá lại đời mình. Vâng, thưa quý vị, chứ tôi nghĩ rằng không riêng cái suy nghĩ của một bạn trẻ sinh ra miền Nam như Tuấn Khanh, mà nhiều người sinh ra và lớn lên ở miền Bắc cũng đã nhìn ra được. Thể chế Cộng sản là một thể chế độc đảng, độc tài, đã cướp đi nhân quyền, và họ đã đè đầu cởi cổ những người dân của họ. Tôi đã thấy đất nước mình được gọi tên là thiên đường, và tôi cũng thấy những bóng tôi phủ vây trên từng phố phường, và tôi thấy từng mẹ già được quay hình để răng huân chương, và tôi cũng thấy bao người già sống lây lất trên đường. Việt Nam, Việt Nam là Việt Nam. Tôi đã thấy đất nước này được gọi tên là thiên đường, và tôi cũng thấy đất quê mình bị sâu xé từ bốn phương. Tôi đã thấy dân tộc mình có tên gọi tự do, và tôi cũng thấy đời ngư dân xa khơi trong buồn lo. Việt Nam, Việt Nam là Việt Nam. Hãy gấp trang báo, hãy gấp TV, để thấy quanh ta chỉ là những trò hề. Mở mắt đi nghe, hãy lắng tai nghe, quê hương Việt Nam nghe sao bỗng muôn màng. Việt Nam nhìn nhau, Việt Nam nhìn mãi sau. Hãy gấp trang báo, hãy tắt TV, để thấy quanh ta chỉ là những mộng mị. Mở mắt đi nhé, hãy lắng tai nghe, quê hương Việt Nam ôi sao bỗng muôn màng. Việt Nam nhìn nhau, Việt Nam nhìn mãi sau. Tôi đã thấy đất nước mình được gọi tên là thiên đường, và tôi cũng thấy người yêu nước tôi đang khóc trước bao cường, và tôi thấy kẻ thù nào đang muốn bóp chết quê hương, và tôi cũng thấy con tim mình như thúc giục lên đường. Việt Nam, Việt Nam là Việt Nam. Thank you.
tôi đã thấy đất nước mình được gọi tên là thiên đường, và tôi cũng thấy những bóng tôi phủ vây trên từng phố phường, và tôi thấy từng mẹ già được quay hình để răng huân chương, và tôi cũng thấy bao người già sống lây lất trên đường. Việt Nam, Việt Nam là Việt Nam. Tôi đã thấy đất nước này được gọi tên là thiên đường, và tôi cũng thấy đất quê mình bị sâu xé từ bốn phương. Tôi đã thấy dân tộc mình có tên gọi tự do, và tôi cũng thấy đời ngư dân ra khơi trong buồn lo. Việt Nam, Việt Nam là Việt Nam. Hãy khắp trang báo, hãy tắt TV để thấy quanh ta chỉ là những trò hề. Mở mắt đi nghe, hãy lắng tai nghe quê hương Việt Nam nghe sao bỗng muôn màng. Việt Nam nhìn nhau, Việt Nam nhìn mãi sau. Hãy gấp trang báo, hãy tắt TV để thấy quanh ta chỉ là những mộng mị. Mở mắt đi nhé, hãy lắng tai nghe quê hương Việt Nam ôi sao bỗng muôn màng. Việt Nam nhìn nhau, Việt Nam nhìn mãi sau. Tôi đã thấy đất nước mình được gọi tên là thiên đường, và tôi cũng thấy người yêu nước tôi đang khóc trước bao cường, và tôi thấy kẻ thù nào đang muốn bóp chết quê hương, và tôi cũng thấy con tim mình như thúc giục lên đường. Việt Nam, Việt Nam là Việt Nam. Việt Nam, Việt Nam là Việt Nam.